Hello, xin chào tất cả quý khán giả đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn. Bữa nay mưa đá rồi các bạn ơi. Hồi nãy mưa lớn dữ lắm, bây giờ mình ra quay bắt đầu là hết rồi. Mà các bạn dòm ở dưới đất nè, trắng hết mưa đá. Mưa đá là cái điểm gì đây các bạn? Nhiều người ta tin vào tâm linh thì người ta nói là mưa đá đến thì có một cái điểm gì đó, nhưng mà thì mình nghĩ rằng là đây chỉ là một cái hơi nước bốc lên rồi tạo thành những giọt nước nặng ở trên không trung rồi rớt xuống mà thôi. Rồi là tiếp tục nữa, tội cho những người mà homeless vô gia cư này, lang thang không có nhà cửa ở. Wow, rồi mưa đá tiếp tục rớt nha các bạn. Những hạt mưa đá này cũng không lớn lắm, nó nhỏ nhỏ, để mình ra coi coi. Đường cột nè các bạn thấy không? Nó kiểu bị lớn vậy thôi à. Lạnh ghê á chứ. Mình hứng đá mà không có đá mà nước nó rớt xuống không à. Wow, không nghe tay mình các bạn ơi, nó rớt ngay tay cái văng ra trên à. Cũng rác rác á nha các bạn. Cục nhỏ nhỏ thôi à. Với cái độ cao mà khi nó rớt xuống ngay tay mình thì nó văng ra ngoài cho nè. Lạnh quá. Không biết ở Việt Nam mình có mưa đá không các bạn? Chắc cũng có chứ hả? Lâu lâu thỉnh thoảng chắc cũng có chứ hả? Nhưng mà mình chưa có chứng kiến cảnh mưa đá ở Việt Nam chưa bao giờ. Đứng ở ngoài rét rung luôn các bạn. Chợt đến, chợt rồi, chợt đi, giống như những cơn mưa Sài Gòn, nhưng mà mưa đá thì nó khác hẳn hơn. Nó lạnh hơn. Có những cái tiểu bang nào á, có những cục mưa đá mà bự gì nè. Bể kiến xe luôn nữa. Nhưng mà ở đó thì như thế thôi, nhưng mà ở Cali thì mình chưa thấy những trận mưa đá nào lớn như vậy. Chỉ những mưa đá nhỏ nhỏ như thế mà thôi, như thế này mà thôi à. Gió thổi những chiếc lá cuối cùng đã rời xa cành hết rồi. Rồi tiếp tục mưa. Ban đêm á, mà mình nghe cái tiếng mưa này ngủ rất là ngon giấc luôn các bạn. Ôi, xin chào các bạn nha, lạnh quá, đứng ngoài này quay cái cảnh mưa đá cho các bạn xem mà lạnh quá chịu hết nổi rồi. Thôi mình phải vào bên trong. Ok, see you, bye bye.